Nguyên Khôi Audio xin chào tất cả các anh em nhé. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi. Nguyên Khôi lại có một siêu phẩm. Siêu phẩm lên sóng cho anh em tham khảo nhé. Cặp loa này về từ Mỹ. Một cặp loa rất khủng. Các bác chơi loa Mỹ chắc các bác cũng nhìn đoán được loa gì rồi, đúng không ạ? Thiên hay gọi là Thiên CS3 âm bạn. Đây, mua đen đây. Thia 3.6 CS 3.6, một cặp loa mới về tuyệt đẹp. Dòng Thia này thì em cũng không cần phải quảng cáo về chất âm rồi, nó rất là nổi tiếng hàng bao nhiêu năm nay rồi. Đấy, đẳng cấp của Mỹ luôn. Cặp loa này có chất âm của hai end luôn, và đặc biệt là rất là to, cao, nặng. Đôi này thì về trong tình trạng là đẹp cực kỳ luôn, vỏ lạng, gỗ lạng vân rất đẹp. Và đôi này là trùng seri nha các bác nhé. Trùng seri do vậy là cái vân loa nó cũng trùng nhau. Nó trùng nhau từ những cái vân nhỏ luôn. Đây các bác quan sát này. Góc cạnh của loa này. Góc cạnh của loa này. Rất đẹp. Đôi này thì lặng báo cáo với các bác là nó tầm khoảng tạ 2 một đôi.
trên dưới một tạ hai gì đấy. Đôi này phải mỗi một chiếc là phải hai người khiêng. Với thiết kế là gồm có bốn à xin lỗi ba đường tiếng đấy các bác nhé, ba đường tiếng. Ở trên là một con loa tép titan, một con loa chung bát 10 cm. Loa chung này thì nó có cái đầu đạn nó cố định này, cái côn nó cố định này, chỉ có màng nó dao động thôi. Còn đây là bát cộng hưởng 20 nha các bác nhé, bát cộng hưởng 20. Trong thia này nó có hay có cái bát cộng hưởng này, và một con loa bát, một loa trầm ở dưới là 25. Các bác được nghe vừa rồi Khôi test trên một cái nền nhạc của Tây, đĩa master, đĩa master Von 2 với em chỉ ghép với con âm ly dày vốc 250S này, B250S này, đã cho ra chất âm nó khủng như vậy rồi, nghe cực kỳ phê luôn. Cái cặp loa này thông số của hãng thì em báo cáo các bác là nó công suất nó từ 100 đến 500W, 100 đến 500W. Độ nhạy của nó là 86 dB và trở kháng của nó là 4 ohm. Vì do vậy để mà đánh đôi loa này mà ra hết chất của nó thì các bác phải lấy ghép với những cái bộ dè bao công suất tương đối khủng một chút và có đường trở kháng đánh là 4 ohm. Đấy, thì cái hội chơi thia này thì là cũng có rất nhiều các bác ghép với rất nhiều các đồ khác nhau. Các bác có thể vào những cái trang mạng ở trên Google cái tra cho khách quan nhé. Còn loa thì em bao test, bao zin, bao đẹp cho các bác, bao đẹp cho các bác. Và đôi này thì báo cáo các bác là em chỉ có tiếp khách tại nhà và cho các bác nghe thử ở Hà Nội thôi. Thế còn nó nặng, rất là to cao và nặng. Em đo kích thước cho cái đôi loa này cho các bác tham khảo cái kích thước của nó. Bác làm mà thích quánh mà bát sâu, bát trầm sâu, nặng mạnh thì các bác chơi đôi loa này cho em. Chiều cao của nó là 1m24 các bác ạ, 1m24. Bề ngang của nó là 32,5. Bề ngang là 32,5. Thiết kế là hình vát đấy các bác nhé, hình vát này. Đấy. Chiều sâu ở phía dưới của nó là 43. Chiều sâu là 43. Đấy, hết đáy thùng. Còn ở trên nó là 22. Nó thiết kế theo chiều vát và được lặng góc lặng gỗ là cả phía sau các bác nhé, nhìn phía sau này. Rất yêu luôn. Đấy. Vân loa rất đẹp luôn. Cái kia cũng thế, cái chiếc bên kia cũng thế nhé. Không cân cá thì cả cái vỏ thì các bác nhìn thì không chê được một điểm gì cả. Đôi này thì dòng thia thiết kế là cái rắc cắm loa nó nằm ở dưới đáy nhé các bác nhé. Và đôi này là CD liền kề. Nhớ không nhầm là 2010 và 2012. Đấy. À, 2001 và 2002. CD liền kề. Rắc cắm ở dưới. Rất khủng khiếp. Đôi loa này lâu lắm rồi em mới lại có hàng, 5-6 năm rồi. 5-6 năm nay rồi về được một đôi đẹp như này. Và giá bây giờ so với 5-6 năm trước thì là nó rẻ hơn rất là nhiều rồi các bác ạ. Và Khôi xin phép là báo giá luôn đôi loa này để cho các bác tham khảo nhé. Đôi loa này là Khôi đang chào bán với giá là 38,5 triệu. 38,5 triệu bao test cho các bác. Đấy. Bao test cho các bác 3 ngày. Và cũng là khuyến cáo là các bác chơi những dòng loa này, cái thứ nhất là nhà là phải rộng, đáp ứng cái đôi loa phòng, phải đôi loa này đáp ứng cái phòng rộng tầm ngoài 30m² là các bác chơi đôi loa này. Cái thứ hai là đồ đánh các bác phải tương đối khủng một chút. Đấy, em vừa rồi ghép cái con âm ly dè vốc này, tất nhiên là nó ra chưa ra hết tiếng đâu, nhưng mà là đấy là ghép để cho các bác thấy rằng là ghép cái con âm ly dè vốc này công suất nó tầm khoảng 200W một kênh thì đã thấy cái tiếng của nó cũng là rất là khủng khiếp rồi. Giải trầm của cái dòng này thì các bác cứ tham khảo cho nó khách quan, tham khảo ở trên Google cho em nhé. Thông số của đôi loa này là rất khủng luôn, cực kỳ phê, bày cũng rất là đẹp. Bác nào thích bạo lực, thích hầm hố thì bác chơi đôi thiên này. E căng của nó đây các bác này, e căng zin, e căng zin. Cái e căng này, cái riêng cái dòng thiên này là lắp vào thì nó mới căng, tức là nó phồng hết lên. Tại vì nó liên quan đến cái mặt loa này. Đấy.
Còn để ra ngoài này thì nó hơi bị lùng nhùng một tí này. Lùng nhùng một tí, các bác các bảo nó bị trùng, không phải nhá. Nó không phải. Khi lắp vào một cái là nó sẽ ôm hết vào cái mặt loa này thì nó mới phồng lên thì rất đẹp. Còn hình ảnh Khôi đã chụp rất chi tiết góc cạnh để cho các bác nào muốn tham khảo và muốn trải nghiệm cái dòng loa này thì các bác liên hệ trực tiếp đối với Khôi 0982 922 168 hoặc các bác kết bạn vào Zalo số điện thoại trên. Khôi chỉ dùng một Zalo và một số điện thoại này thôi nhé. Để cho các bác cần tư vấn thì các bác alo trực tiếp hoặc là các bác cứ vào Zalo, em sẽ tư vấn và gửi hình ảnh đầy đủ cụ thể cho các bác. Loa thì cũng nhắc lại một lần nữa là em bao zin, bao test 3 ngày không ngừng, các bác hồi lại cho em. Và kiếm đâu để một đôi loa nó đẹp như này. Đấy, nó đẹp như thế này hơi khó các bác ạ. Để kiếm được một đôi thiên mà đẹp hơn đôi này hơi khó. Cái đôi này em nói các bác là rất đẹp luôn. Em không so sánh với hàng bờ nhé. Nói thẳng các bác là em không so sánh với hàng bờ đôi này. Vâng, Khôi xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm và theo dõi. Lại hẹn các bác gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé.